Xin kính chào quý bạn đã đến với kênh YouTube của mình, và hiện tại thì đây là một video của cộng tác viên Minh Quân. Chúng ta đang được xem một những hình ảnh đầu tiên của đám cưới tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Thực sự mà nói thì trong suốt thời điểm từ tháng 1 vừa qua thì có lẽ chúng ta đã ăn cỗ trên YouTube hơi nhiều, đặc biệt là liên quan đến Quang Hải và Chu Thanh Huyền rồi. Bởi vì trong suốt thời gian vừa qua thì Quang Hải đã tổ chức hết lễ ăn hỏi này, tổ chức lễ dạm hỏi này, tổ chức lễ đám cưới ở nhà này, và bây giờ là tổ chức lễ đám cưới ở Marriott. Trong hình ảnh chúng ta bây giờ là một số những cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, và bây giờ thì hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy là cặp của Thành Trung và Tố Uyên, người bạn cùng phòng với Quang Hải trong thời gian cả hai còn đang ở câu lạc bộ Hà Nội. Thành Trung và Quang Hải thì ở cùng phòng với Đức Huy, căn phòng số 8 tại câu lạc bộ Hà Nội, khi cả hai trưởng thành ở lò đào tạo bóng đá Hà Nội. Sau đó thì mỗi người cũng sẽ có một cái lựa chọn riêng. Với Đức Huy, Đức Huy đã chuyển đến câu lạc bộ Nam Định, Thành Trung thì vẫn ở lại câu lạc bộ Hà Nội. Trong khi đó thì Quang Hải đang là người của câu lạc bộ Công an Hà Nội sau một thời gian anh sang Pháp thi đấu. Chúng ta nhìn thấy là hình ảnh một người đồng đội nữa của Quang Hải, một trong những người mà được xem là người anh của Quang Hải ở đội bóng học cũ Hà Nội, đó chính là Đỗ Duy Mạnh. Đi cùng với cả anh chính là một cô vợ là Quỳnh Anh và đứa con trai đầu lòng của cả hai người. Duy Mạnh thì vừa bắt tay với Văn Toàn, cũng là một trong những tuyển thủ quốc gia Việt Nam, và tất cả đều là những người bạn của Quang Hải ở trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và chúng ta nhìn thấy là cặp đôi Duy Mạnh và Quỳnh Anh thì rất xinh xắn, và thật sự mà nói thì đây là một gia đình rất hạnh phúc mọi người ạ. Bây giờ chúng ta nhìn thấy một số những thành viên cũ của đội tuyển quốc gia Việt Nam và những thành viên mới. Chúng ta nhìn thấy trợ lý Việt Thắng, trợ lý ngôn ngữ Hoàng Bách. Đây là những gương mặt đã cùng đồng hành với ông Philippe Thuissier trong thời gian mà ông Philippe Thuissier vẫn còn nắm quyền đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong đó thì Bách là trợ lý ngôn ngữ, còn anh Việt Thắng đóng vai trò trợ lý liên quan đến chuyên môn. Một người nữa là anh Tuấn, phụ trách ở phòng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Phía xa xa cũng là anh Tuấn nữa, cũng là phụ trách ở phòng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là những người cũng đã hoạt động và quen với cả Quang Hải nó rất dài rồi. Từ khi Quang Hải còn là đội tuyển U19 Việt Nam đến giờ thì Quang Hải luôn luôn có những cái đợt tập trung của quốc gia Việt Nam, và đồng nghĩa việc đó là làm việc đồng hành với những người ở đây. Chúng ta thấy rằng là có cả ông tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, và diễn viên Huy Khánh. Thực sự mà nói thì trong thời gian vừa rồi thì trợ lý ngôn ngữ Hoàng Bách nhận được rất nhiều những cái chia sẻ từ phía cộng đồng mạng. Giúp một số những cổ động viên thì họ gây canh nhiệt với cả trợ lý Hoàng Bách, khi cho rằng là Bách là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thất bại. Tuy nhiên có một số những quan điểm khác thì ủng hộ và thông cảm với công việc của Hoàng Bách. Trong một cái luồng công việc sự không thành công của ông Philippe Thuissier thì sẽ có những quan điểm trái chiều. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy những cầu thủ đi vào trong thảm đỏ. Chúng ta có Dương Thanh Hào, cầu thủ đang cầm túi, là trung vệ của Nam Định, trước kia cũng từng thi đấu cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Hà Nội FC. Vũ Văn Thanh hiện tại là đồng đội sát cánh với cả Quang Hải ở câu lạc bộ Công Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Văn Thanh đang mặc bộ blazer, chúng ta nhìn thấy rằng là rất là thành sport luôn. Gần đây thì Văn Thanh cũng nhận được một cái mối tình cũng rất là với một cô bồ rất là cháy bỏng. Chúng ta nhìn thấy rằng là Tiến Linh và Tuấn Anh thì đang đùn đẩy nhau. Song song với đó chúng ta thấy một người rất là bảnh bao, đấy là Adriano Smith. Cùng với đó thì một người mặc áo Louis Vuitton, tôi không chắc là hãng này lắm, thì là Quốc Hải. Bên cạnh đấy chúng ta nhìn thấy Văn Toàn, một trong những gương mặt mà ăn mặc rất phá cách và có một cái gu style rất là rõ ràng luôn. Ngoài ra thì những người bạn của Quang Hải ở những cái lĩnh vực khác nhau đã đến chung với cầu thủ này. Bây giờ thì có lẽ rằng là các cầu thủ đang chuẩn bị tiền mừng cho Quang Hải. Thật sự mà nói thì không biết là bao nhiêu. Bây giờ Tiến Linh đang chiêu Tuấn Anh, tân binh của câu lạc bộ Nam Định. Bây giờ thì Quốc Hải, Tiến Linh, những cầu thủ thuộc bên chế độ Bình Dương đang đồng hành với ba cầu thủ Nam Định khác là cầu thủ Nguyên Mạnh, tiền vệ Tuấn Anh và tiền đạo Văn Toàn. Tất cả họ đã cùng có thời gian sát cánh và đã và đang sát cánh với tiền đạo Nguyễn Quang Hải, ngôi sao Nguyễn Quang Hải, chủ nhân của đám cưới ngày hôm nay, nhân vật chính ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta thấy rằng là một sấp tiền phong bì mừng cưới Quang Hải đã xuất hiện rồi. Thực sự mà nói thì Adrian Smith mặc rất là bảnh bao, rất là trai luôn, và anh có thể chiếm spotlight ngày hôm nay luôn ấy. Ừ.
Bây giờ chúng ta nhìn thấy rằng là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, thầy cũ của Quang Hải ở đội tuyển U19 Việt Nam, hiện tại đang tiếp quản vị trí U23 Việt Nam, huấn luyện trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Bây giờ là những người anh của Quang Hải, tiền vệ Phạm Thành Lương, cựu tiền vệ Phạm Thành Lương và tiền vệ Vũ Minh Tuấn. Chúng ta đến một số cầu thủ của Hà Nội rồi, Lê Phạm Thành Long, tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội, một số những trợ lý của đội tuyển U23 Việt Nam và trước kia từng làm việc với Quang Hải trong mùa bóng đá quốc gia Việt Nam, và cũng là những trợ lý thân cận của ông Philippe Thuce. Ngày hôm nay thì ông Philippe Thuce không có mặt ở trong đám cưới lần này vì ông đã trở về Pháp sau khi mà đã hoàn thành xong cái hợp đồng với cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Ông Philippe Thuce có lẽ sẽ gửi món quà riêng cho Quang Hải. Ngoài ra thì Hôn Park Hang-seo, cựu nguyên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng không có mặt trong đám cưới lần này. Ông Park Hang-seo, theo như được biết thì ông Park đã trở về Hàn Quốc vì có việc cá nhân, và cả hai thì đã hai huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam gần nhất thì đã không góp mặt, duy chỉ có ông Hoàng Anh Tuấn là đương kim huấn luyện trưởng đội tuyển U23 Việt Nam thì đến chung vui với Quang Hải thôi. Chúng ta thấy thủ môn Bùi Tiến Dũng, một người bạn rất thân của Quang Hải trong nhóm cầu thủ Văn Hậu, Đức Trinh, Tiến Dũng, Tiến Dụng và Quang Hải cũng đã xuất hiện đây rồi. Đấy, phía xa xa là Tiến Dũng, người em trai của Tiến Dũng luôn. Hai người bạn rất thân của Quang Hải cũng đều xuất hiện rồi. Tiến Dũng thì mặc một bộ áo khá giống trường hợp của Văn Thanh. Bây giờ đi Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam và cũng là người bạn của Quang Hải từ câu lạc bộ Hà Nội đến câu lạc bộ Công Hà Nội xuất hiện rồi. Phía sau là những người chị thân thiết của Bùi Hoàng Việt Anh, chị Kiều Trinh Trần. Bây giờ thì mình thấy rằng là một hình ảnh cũng khá là độ quen thuộc, đó là Yến Xuân, người yêu của Văn Lâm. Rằng sau lưng chúng ta sẽ nhìn thấy thủ môn Đình Triệu. Thủ môn Đình Triệu là bắt tay Philip Nguyễn Philip. Đấy, hai thủ môn này là hai trong số ba thủ môn của quốc gia Việt Nam. Hải Huy của câu lạc bộ Hải Phòng, Triệu Việt Hưng, Đặng Văn Tới, cầu thủ của Hải Phòng. Phí Minh Long, một trong những người cũ của Quang Hải ở câu lạc bộ Hà Nội. Cặp đôi của Huy Hùng và vợ của anh ý cũng xuất hiện đây rồi. Sau lưng chúng ta có Trương Tiến Anh. Nhóm này đi cùng với nhau vì họ đều là những cầu thủ Viettel, thể công Viettel. Và chúng ta cũng không bất ngờ khi đằng sau đó là Nguyễn Hoàng Đức, cầu thủ của Viettel. Bên cạnh đấy thì có Nhâm Mạnh Dũng. Nhâm Mạnh Dũng của Viettel, mình chưa chắc. Còn Lê Xuân Tú của Quảng Nam và Nguyễn Thanh Bình của Viettel. Người đi sau tiếp theo mặc áo rất là đẹp trai, đấy là Nguyễn Đức Chiến, cầu thủ cũng là thuộc biên chế Viettel luôn, thể công Viettel. Rồi Đặng Văn Lâm đây rồi. Chúng ta Đặng Văn Lâm mặc một chiếc áo sơ mi và một cái kiểu tóc rất là ấn tượng. Bây giờ thì Văn Lâm cùng với Nguyễn Philip và huấn luyện viên thủ môn Thạch thì cũng đều đang gặp nhau. Bây giờ chúng ta nhìn thấy Yến Xuân đây rồi. Lúc ấy mình bị nhầm nhé mọi người, mình nhầm. Bây giờ thì Văn Lâm thì có xin trao đổi contact với Nguyễn Philip. Cả hai đang trao đổi contact với nhau. Rất thú vị mọi người ạ. Thực ra mà nói thì Văn Lâm và Nguyễn Philip chưa bao giờ là có thể là chạm mặt nhau trên cương vị là đồng đội của đội quốc gia. Hai lần tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam thì khi Nguyễn Philip xuất hiện, nhưng Đặng Văn Lâm đều bị chấn thương. Nên là chúng ta chưa có một lần là so kè về mặt so găng giữa hai thủ môn này trong mùa bóng đá quốc gia Việt Nam, hai thủ môn Việt Kiều. Bây giờ thì huấn luyện viên trưởng Vũ Hồng Việt của câu lạc bộ Nam Định cũng đã đến rồi, chung vui rồi. Và đây cũng là những hình ảnh cuối cùng của đám cưới ngày hôm nay. Chúng ta sẽ khép lại ngày hôm nay bằng một hình ảnh rất đẹp khi mà Quang Hải và cô dâu đã cùng nhau là sánh bước bên nhau trên bục và tiến vào cái phần quan trọng nhất của đám cưới hôm nay nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người cảm thấy hay, like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình kế tiếp.